Đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất là từ thiện bảy trao một phần quà của gia đình Thuận Thủy ở Hà Lan hỗ trợ cho người khó khăn. Thay mặt người nghèo Dương Hậu cảm ơn quý vị rất nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909 0909. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.